Ở nước ngoài đó hả? Mama just see xe lửa. Ừ. Mama xe lửa. Ừ, xe lửa. Cái đó là phải xe lửa đâu. Chúc mọi người tới xe lửa nè. Let's see the xe lửa then. Ừ. Giờ cái nón len có tác dụng. Rồi. Đây mày lại ẩm nè. Cái nón này để tôi đội luôn cho. Ừ. Phụ ngoại đi.
này. Nhanh ha. Nhanh ghê lắm. Chưa kịp chớp mắt nó quá mà. Có nước ngọt cho máy đó. Ừ. Con con nữa đi. Giá luôn hả? Dạ rồi bây giờ á, mình đi qua mình bỏ tay mình cầm tay phải nha, mình bỏ vô cái lỗ màu vàng. Ai đứng bên đây thì cầm. Cái này là có em bé. Ai đứng bên đây thì cầm để bên đây. Mỗi người cái. Thì tao không cái. Ừ. Đó. Rồi nên tăng cái này tăng. Một cái, cái đó hai cái là. Ngồi lên cái tờ thẻ này. Nhớ lấy lại để chút nữa mình phải đi ra. Phải có này mới đi ra được. Để giữ lại. Lấy lại thẻ mẹ lấy kìa. Phải đúng, bỏ vô đi ra. Bỏ vô. Ok. Đi hướng nào? Lấy. Đi lại lên lại đây nữa. À được. Giữ đi nữa. Không hai đầu, bấm hai đầu đúng không? Đây lẹ lên. Đi lẹ lên.
cơ thể cho mẹ nè. Mà thật ra là lái tự động, người đó là chỉ ngồi thôi. Quá nhanh quá nguy hiểm. Quá nhanh. Mấy chục con. Dạ thôi. Nè, quên quay về cho Tuấn coi nè, Tuấn nó mê lắm. Nước phát triển mà. Qua đây. Con đi chơi gần đây mà má. Thì con ngồi đây là con quay lại con coi chứ. Ở trong này cả. Ừ. Wow. Con đi gần đây. Xuống rồi. Không có chơi mà má. Ừ.
Bỏ vô trước đi luôn. Không có nhả ra. Nó không 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 có nhả ra con. Hết rồi đó, hết vé rồi đó. Không bỏ vé vô. Đi qua cảm biến đi. Ok, khi mà xuống một cái trạm tàu điện á, chia ra rất là nhiều hướng, mình không đi đúng hướng của mình á, mình ngoi lên á, mình phải quay lại cái hướng của mình, nó rất là xa. Thì cái hướng của mình á là bên phía bên đây nha. Mama đi cốt mai luôn. Việt Nam. Mama. Dạ. Nó đi nó nuốt luôn rồi con, đi xong là nó nuốt luôn cái vé rồi. Hết vé rồi. Chị con mày chụp con đi khác. Ba giờ nào tao muốn. Lấy tờ con chừng nằm đi về rồi mua cái khác. Quay tắm công ty.
thôi. Em chụp cho chị lấy cái vòng á. Bây giờ Hải đưa đoàn mình á tới cái điểm hẹn. Chúng mình tập trung á để đồng về. Chết được thì bây giờ á ở đây là nó có hai khu. Khu này á là khu thị thì nó gọi là Sibo. Và có mấy cái đúng là không. Thank you.
Ừ. Hồi nãy chỗ kia là ăn đúng không? Ở đây là một cái con đường ăn. Bây giờ mới 10 giờ. Cửa hàng á, ta không có ăn sáng, ta chỉ mới ăn trưa thôi. Sớm khoảng 10, 11 giờ. Một chút nữa đàn mình ăn. Mày thấy không, cái cầu này đi thẳng, cái cầu này là tới Nai Kỳ rồi, thấy chưa, thẳng là tới rồi, ở chỗ này con, 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 con,
Kìa nãy kỳ kìa. Cái bên đây là cái hiệu New Balance nè. Sorry. Dưỡng sức chứ. Này Ân đi rồi mẹ đi theo. Thank you.